sao tự nhiên nó bị hư. Dạ. Nó hư cái là nó bộ sinh sáng là phải chăng phá rồi chứ nhốt chuồng là nó không chịu. Nhốt chuồng là nhanh hư lắm. Để là nó không lấy được được em à. Dạ. Ừ, rồi anh đi bán anh đỡ lại con nè. Dạ. Đỡ lại con rồi nuôi lên. Đó, anh đi lớn anh đi bán anh bây giờ anh tiếng chọn bò ba bơ không à. Dạ. Anh mua kia nữa. Nuôi, đó, nuôi hai bò. Con tức là một con nó đi. Dạ. Trên nhau có ba ngày. Như con đó bây giờ trên này anh ra được bao nhiêu? Con nó 35 triệu rồi. 35 triệu rồi. Con 35 triệu á. Mà mày mà. Đấy, con mà anh ra được con ba bơ nào chưa? Anh ra hai con. Ra hai con là một con được 40, một con 45. Dạ. Con 40 anh nó nhỏ. Nó gọn mình hơn nó không? Gọn mình hơn, con 45 thì nó to hơn. Dạ. Em hốt đó em nghe vô. Nghĩ con bò cái con 45 em đốn làm nó cũng như con được đó thôi chứ không có. Con 45 thì nó dài đòn. Nó dài đòn hơn nhưng mà nó thấp hơn. Mà nó lùn chứ mà cái thịt nó thì nó phê, nó tròn cũng kiểu vậy vậy. Tròn hơn. Dạ. Đó, anh nuôi là một con hai con nó đi nè. Có nghĩa là cái con 45 triệu là nó đi trước 3 ngày vậy. Dạ. Cái con mà ba bơ á, bả cái con bò rất mạnh á, yeah. Để sau 3 ngày. Yeah. Nhưng mà con rất mạnh anh mới bán được 27.500.000 à. Yeah. Đó, con kia là nó lên tới 45 triệu. Yeah. Thì đó mình nuôi từ ba bơ với lại rất mạnh là mình đấy. Biết được cái tốc độ của nó như thế nào. Thành ra là anh nuôi không? Bây giờ anh nuôi đường nào cũng cho anh nha. Đường nào cho anh chuyển qua ba bê hết nuôi nó hiệu quả. Nuôi hai lại một ngày mới bắt đầu, vẫn địa điểm cũ, vẫn là cầu Đà Rành Phú Yên, nơi giao lưu các vị khách nhiệt tình ở Ninh Thuận đó, và vẫn là mình đây Tùng TV MC cuộc sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2022. Thì như lời đã hứa thì sáng hôm nay âm lịch là 18 đó, 18 tháng 9 thì mình vận chuyển 5 con ba bê về cho anh trai ở trong Ninh Thuận sau hơn một năm nuôi quay lại ủng hộ bò của mình đó, và 5 con còn lại thì mình chốt cho các vị khách nhiệt tình ở Phú Yên và Đắk Lắk đó. Thì bò thì chia sẻ với bà con trong thời điểm ế khách hàng thì ít, mua chỉ có 1-2 con, nhưng mà thời điểm ế thì bà con cứ nhiệt tình mua thì mình cứ nhiệt tình chớ đó. Thì sáng hôm nay bây giờ anh thì cũng ra tới điều cá rồi, mình vào trước anh một xíu đó, tranh thủ làm cái video này rồi quay chi tiết lại những con bò này, chờ anh ra sang đem con trước rồi bắt đầu mình đi giao từ này về trên Đắk Lắk cho 3 vị khách nữa, chốt chỉ có 5 con thôi nhưng mà vẫn cố gắng giao đó. Và cuộc hành trình ngày hôm nay như thế nào và những con bò này khi ở dưới đất á, nó thực tế ra sao thì mời bà con cùng theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV xém lái được nút bạc và ủng hộ mình có động lực ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn. Ngày mới cũng bắt đầu, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và đón xem hết video với mình. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, khu này thì bà con cũng tránh xa lại gì nữa. Nếu mà không ở Phú Yên thì xem video mình mấy năm giờ thì cũng biết. Đó, khu dân cư mới, ngồi xa kia là cầu Đà Rành Phú Yên. Đó, thì chuẩn bị xây dựng sao người ta đổ đá 1-2 quá trời luôn. Đó, thì mình đứng cái khu này nó rất là rộng và làm video cũng như là sang bò. Đó, thì trên màn hình của quý vị anh chị và các bạn là 10 con ba bê. Đó. Thì mình mua trong một ngày mưa được 11 con, thì bán một con cho ông anh ở gần nhà cùng quê đó, chở vào giao xong ngày hôm bữa 16, ngày hôm qua 17 thì nó không đẹp ngày nên là anh ở trong Ninh Thuận không nhận đó. Thì bữa nay 18 thì mình mới chở giao cho anh đó. 10 con này thì 5 con to cái sale này thì chốt cho anh đó, còn 5 con thì chia sẻ với bà con nó cũng đều một lứa hết rồi đó, nhưng mà 5 con của anh trong Ninh Thuận thì nó già bò hơn đó, còn 5 con ở trước thì nó non bò hơn đó, nó có phần nhỏ hơn đôi chút đó. Thì 5 con ở trước thì mình chốt cho ông anh bà chị ở trên Madrid Đắk Lắk á, thì 2 con đó, một con 21 nam với một con 22 triệu, còn 3 con còn lại á, thì chốt cho ông anh ở trên ngay chỗ chợ Hòa Phú đó.
một con, là còn hai con thì ông anh ở trên ngã tư cây mi đó. Nói chung hành trình ngày hôm nay thì có 4 người khách đó, chốt chỉ có 10 con, mà ông anh trong Ninh Thuận thì mình giao trước nên là mình cột phía sale đôi đó. Thì mua bán chia sẻ với bà con hết năm này rồi năm nọ đó, bà con ủng hộ Tùng TV rất là nhiều. Đêm hôm thì mình quay video, còn ba con á thì mình quay chi tiết lên. Thì ngày hôm kia ngày 16 thì mình quay chi tiết rồi, nhưng mà bà con xem bò nó đứng trong chuồng nó chặt rồi, bà con nhìn không ra bò hay sao á. Ngày hôm qua thì mình giãn bò ra mình quay chi tiết, thì đêm hôm gọi hỏi rất là nhiều nhưng mà mình đã bán hết đó. Thì công việc như vậy, bà con khi mà bò đứng trong chuồng nó chặt thì bà con cũng không có xem được rõ bò. Ví dụ như trên lưng này mình quay xuống chia sẻ với bà con nhìn cũng không được bò đó. Nhưng mà khi mà chút nữa mình sang xe mình quay chi tiết bà con rõ từng con thì bà con nhìn nó rõ hơn đó. Công việc nó như vậy. Rồi bây giờ chờ anh ra rồi giao bò thôi đó. Cực đẹp luôn, già bò chở đi cai sữa hết rồi, không ù không lai hết, rất là xuống. À, con nào nó cái tầm rất là dài, bà con nhìn trên lưng nhìn xuống là nhìn cái lưng á, cái độ thịt với lại cái tầm con bò nó rất là dài. À, chọn con nào nó rất là đẹp. Chạy nhóm tân chút, nhóm tân chút. Đó, thì 7:30 xe của anh cũng ra tới nơi. À, giờ mình sang xe giao cho anh trước 5 con. Để tranh thủ đi lên Phú Yên và Đắk Lắk. Ờ? Nem con hoài đấy, nem con lớn hoài đấy. Không sao đâu, nó không lòi xuống đâu mà sợ. Vô đi, vô đi. Rồi, vô đi, vô đi, vô đi. Rồi. Rồi, kéo đầu qua. Anh treo lên dặm đi anh. Đó, 10 con có hết sẵn lên xì đấy. Chào hết luôn hả? Dạ, sáng nay giao hết luôn á. Em là chủ yếu số lượng mà, mua nhanh bán gọn này. Đi. Bước qua. Cục ngang hay sao đây? 5 con rồi. 5 con rộng rãi mà. Bộ này đẹp gớm không? Con nào nó như nhau hết. Ở con này nó hơi gỗ nè. Ở gỗ giá ri. Còn nữa con nào nó như cái binh hết. Đi vô, mở mở con. Mấy không mới về đây rồi. Thì để tập không mấy con. 10 con. Nhỏ nhỏ mà. Dạ. Đi. Đi lui. Con này mẹ phát. Úi. Hôm mà anh bắt bò là thằng 9 không ta? 9 hay thằng 10 gì chứ? Động chạp. Động chạp luôn ấy. Để tính ra anh nuôi nhanh nhất. Anh nuôi ra bò nhanh nhất. Đi. Đi đi bò nha. Anh thú đi Đắk Lắk nào nè, em bị lật đật đi không? Thôi chưa? Lật đật lại mày đâu? Rồi, quá. Rồi, giặt chuồng, đớt xấu luôn. Hồi gỗ bò một chút. Đất da nó hồi rỉ. Đều anh em con đều hết á. Ông nào? Ông 22 điều đấy. Đi, quá. Thì đó là em tính là lựa con 22 điều đấy. Đấy cho anh. Chứ ba con ba kia, những con 22 anh em đấy. Còn 21 thì xác nó có nhưng mà nó ốm. À, nhưng mà xác nó lớn. Như có anh thích để về đi mua. Anh thích cái hàng xác vậy. Ừ, xác đó thì nó ốm xấu mình bắt cái ri chứ mà không có hàng mất mất không. Rồi. Cái bưng xăm để đấy đứng nha. Ờ, đem con để đứng đấy. Cho nó thôi. Dạ. Bịt tiền cái rồi anh em có duyên sang đem tiếp tục. Dạ thôi anh em nhanh gọn vậy.
Dạ. Đó. Nhiệt tình chiến khoán đủ rồi, ra cứ chóc bò xem là gió không. Nói chung là chạy tới được chứ lùi thôi á, khéo quá, đường ra mà lùi khéo quá. Chị bà nào mới dắt cho máy nãy giờ đi tiêu. Đấy, vậy bán bò là bách bò luôn. Luôn, đẹp luôn. À, bán bò bách bò luôn. Đấy còn mong thiệt to sát dắt em. Sát dắt không? Dạ. Máy con này chờ đi lát không? Chờ đi lên trên ngay chỗ chú bạc. Hai con, còn hai con. Xong qua mà. À xong qua. Giờ phải chạy giọt lên đường đây luôn là qua chỗ cầu Vinh Ông giọt lên với làm gì? Rầu lại nghe cầu Vinh Ông ấy lên. Chạy lên. Anh nếu mà đi Đắk Lắk là anh lại nghe dậu nghe tôi game anh bật qua. Đúng rồi, đi đường đó. Ờ IK mà. Chưa tốt rồi nè. Dạ, chứ giờ sao? Chốt đầu chỗ đó chứ. Mưa gió mà. Cứ khách nhiệt tình mua là mình cũng nhiệt tình chứ thôi chứ giờ biết sao. Xuống đi xuống đấy là mua bò qua mạng ấy thấy được không? Mua bán đi công nghệ mà công nghệ đâu giờ mua bán qua mạng để làm dòi chặt chặt xuống cần gì đi nữa cần gì phải đi lựa bò rồi nữa để Tùng TV lựa sẵn dò về chỉ có nuôi thôi. Bò gì mà nó rí như trấu. Bò đó ngày xưa em 23 triệu muốn ra con bò. Đi vô. Đi. Giờ còn 20 triệu rồi. Đi xuống. Đi xuống. Xuống xuống. Ơ câu luôn, mong chân trụ vậy. Ơ câu luôn. Vô vô đi. À, vô đây, vô chuồng đây em. Đi. Đi 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 vô. Đồ ước mày được vậy. Đi đi đi. Bà nhắc luôn anh tin. Đi, lẹ không? À, vô chỗ. Vô vô. Ăn uống là ok, khó suy nghĩ. Rồi đây cây sữa đồ xem hết rồi mà. Rồi về chỉ nuôi thôi. Tầm từng là tìm tới dung sáng cho nó. Hầu giờ em kiếm con nữa cho nó có bạn. Nuôi nhiều khố. Nuôi nhiều khố, một con một cái. Nó lo lỡ gì đâu, nuôi vô từng chừng lại nuôi. Nào, quất đi. Bò về là táp rôm liền vậy thôi chứ. Ăn uống là đâu miếng bàn. Bò nghe quét suốt rồi. Giờ khỏi cần đi coi rồi luôn. Nhìn giá là xe cổ chớ tới nhà. Mà giá của thị trường thì không thấy là giá nó cao hơn thị trường đâu. Rẻ hơn cũng rẻ thôi, giống bao giờ cao hơn. Giá đầu đào hả? À. Nè tôi coi mi chạy lên chút nữa chứ. Đấy, tôi coi mi nó đây. Dạ, vừa em lên Đắk Lắk luôn. Qua đây, tôi coi mi luôn. Vào ở dưới. Tôi quay lên, quay được nha mày. Chứ sao, chỗ. Quay chứ, đòi cái ngơ rồi mà. Quay đưa lên vậy chứ nó vui vậy mới là đâu. Chủ yếu quay bò chứ quay người nữa vậy cũng phải xin phép. Vô, giờ còn hai con về tới IK. Đồ con nào nói như cái pin đã quá. Đục má tập thái còn bông trắng á. Còn bông trắng con nào ta? Trắng con bông trắng. Bông mũi tiêu ấy. Mũi tiêu trắng á. À con bông mũi tiêu trắng đấy không anh? Lên thuận bắt rồi chứ. Bắt rồi. Bắt con đó đó chứ. Mà đây nó thấp chứ không cao không? Dòng ba bê rồi nó bi chứ còn cái chiều cao nó không có đâu, chỉ có ba bê nháy nó mới cao thôi. Còn vàng phối là nó. Không phải đâu vậy. Chị 4 con rồi bán ra 2 con. Dạ. Mở ra luôn chị. Có giá không? Cũng lỗ mày. Lỗ nè. Mua bò cũng cao rồi. Dạ. Dạ. Rớt giá rồi cám xuống. Ông anh mới rồi nãy ra ông bắt con ông ở dưới ngay chỗ má tàu khoái cái con bông trắng hết á. YouTube mày ông coi miếng theo dõi miếng bữa nay ông mua ngày nào cũng quay hết mà. Dạ, mua ông coi cũng đồ rồi đó. Ông coi đi, ông mua thằng đây nha. Giờ mua trên mạng không vậy? Sáng giờ đi cũng biết là nhiều người mua bò trên mạng không à. Đi xuống. Bước. Đi.
Đó. Rồi. Rồi chỗ nào đấy dẫn vô. Kẹp cao hơn hả? Kẹp cao hơn, kẹp đá 44 á. Kẹp đá có 395. Dạ. Không được, không được. Bỏ đá đậu chốt rồi không có bỏ được. Mau đầu á, vừa trả lời 10 triệu cũng dám bán. Đi đi. Từ 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 nó đi. Đi vô. Đi đi đi. Lại. Quay vô. Đây đây ghiền bông không à? Đố anh nuôi bông không? Đi vô. Mạnh mạnh, trì trì mạnh mạnh vô. Đấy vô. Quay. Hả? Dạ, mày biết rồi thôi chứ. Còn găng bòn á. Hôm nay hơi lùn nhưng mà con đó thì cao nhưng mà còn găng bòn. Dạ, cao. Thằng đây hầu mua chết. Nuôi chết cũng gần chết. Gần chết nem rồi. Bà chín nem. Hai con. Kéo lại cho này nghe chứ. Nó đã có ủi nha. Cỏ tao bán hay chia tao qua không hốt chưa hốt. Chưa hốt em. Đi em chứ không có ủi. Cỏ xây. Chỗ kia có lũ vậy trám lại để không nó chọt. Nó chọt cái chân xuống nó quỳ ạ. Để chút mà dắt lại đây nè. Còn đấy đó trám nè. Chọt cái chân không còn quỳ ạ. Rụm tên. Cục dài rụm tên. Từ đó, giờ đây từ từ. À. Kén đâu, không có con nào kén anh nữa đó. Con này mỏ nhỏ túc, con này mỏ to. Mỏ to mới hai bàn ngay. Mỏ to. À. Nó giỡn với dòng 3B là nó tạp anh. Nó không phải như bò lai của mình. Nhỏ to vậy cũng được nhưng mà nó tạp anh. Hầu giờ chị mua ba, hầu giờ chị cứ nuôi gì à, dép với là ăn hả chó, cái tàu này đồ cháo, ăn cháo, rơm ăn rơm con. Bà Bê mà, nó giỏi chứ, nó tạp ăn chứ, nó đâu phải như bò lai đâu. Hai con ai nuôi dép nem cho chị? Hơn nem rồi. Hơn nem rồi. Hơn nem rồi nè. Hơn nem rồi á. Dù con anh, ông Ninh Thuận sao, ông nuôi dối dữ biết, mới ông bắt được trước Tết. Tháng cuối tháng 11 đầu ông chạp mà ông bán hết rồi, giờ ông ra ông bắt nem con nữa. Nuôi là nào chiên nuôi ở nhà nào nuôi, còn chị đi nuôi lúa rồi, nó chị đi làm. À, đi làm. Nó còn thấp chưa. Đây gọi là bon gốp thôi anh. Vô mùa lúa két là này, đi két lúa luôn ngày luôn đêm mới là anh thì con bon kìa nó bon hơn con đời nữa. Bon trắng. Bon trắng lắm. Ờ, bon trắng luôn. Cái đòn thiệt đá cái đòn. Đòn nó dài, có cái con mà chọn cho ông chú dưới quê, con đó cái tầm gớm kìa, dài. Cái ông cái lâu chạy xuống ruộng đó. Dạ, ui vô nó kéo chạy ruộng. Cái đoạn mà máu xuống xe ông bằng cái ao mưa canh giờ chơi chơi cha, lôi nó kéo ông thôi. Chạy đùng đùng vậy rồi. Đẹp, cứ bỏ vô vậy cứ mình tao nuôi chiên. Cái ấy nè, chứ tao tính từ nào đỡ tao dai cầm này tao bắt luôn ba con kêu. Yeah. Tao bắt luôn ba con mà không thấy gì tao đỡ mày chạy từ đây. Mốt con gặp dịp gặp dịp nữa. Gặp dịp nữa thì tao. Mấy giờ cứ chạy lúc rồi chứ bố ở đâu. Mua một lâu rồi chứ hay. Nó nghỉ lưỡi. Nghỉ lưỡi. Với lại tại tao xây nhiều quá. Nghỉ lưỡi miếng. Mà hôm nay tao biết bao nhiêu cái lưỡi nó nói. Để chút là tặng cho cái lưỡi. Đấy. Có chứ, trên xe hồi nào cũng có lưỡi là tặng một cây lưỡi. Giỏi đi màn ảnh không à? Đi miết cũng tới nhà rồi chứ. À, hư vậy chứ cứ, gì cứ, cứ nhiệt tình đi là nhiệt tình mua là nhiệt đúng tình rồi, đi vậy. Đúng 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 chính xác. Nói chung là xa thì cũng quá xa chứ mà em thì vui lắm, thì cứ nhiệt tình mua là nhiệt tình đi vậy. Cũng bảo anh xem tin ti anh nói về. Gái sao trai đàng hoàng hay sao gái? Nói đó hơi buồn á. Trai đàng hoàng nhá. Nhà hai con chắc nụi rồi mà. Hai thằng chắc nụi rồi mà nghĩ sao gái? Mấy tuổi em? Em này mới ba mấy mà. À. Ấy yeah. Con á. Con một đứa 8 tuổi còn đứa nữa là mới có 9 tháng này. Ừ. Yeah.
Hai con mông đùi theo riêng luôn ha. À. Ở nhà đéo nuôi được mấy con? Anh hiện tại 4 con đó. 4 con em. Ừ. Bắt lên nồi luôn em. À bắt anh này. Dạ. Bắt này 4 con anh mới bắt còn con ngoài nhà. Dạ. Ba con bắt còn ngoài nhà là bà lớn. Ôi nó xa gì mà nó xa đi. Bé, ha. Đi mối luôn ạ. À. Từ ngay chỗ quốc lộ 6 lên cái trạm thu phí còn xa gần nữa hay. À, tại phí anh tính em đi đường xa ha. Dạ. Từ đó lên đó độ 10 cây nữa. À. Nhưng mà lên trạm đi cái đường đó nó dễ hơn cái đường đây. Không có bao lên trạm phí gì em. Đâu dưới trạm thu phí một chút coi đường rẽ ra đó. Dạ dạ. Rẽ bị ra đi để xuống. Là em chấm bên Google á. Google chứ còn dạ. Kia thì đi quen không? Em vừa đầu là em đi dưới ngay chỗ cái hồ sông Hình ấy, đi đường hồ sông Hình ấy. À. Đi lên ui giời đường đó nó hư. Đi cả chục cả xịt cả chục cả xịt miếc. Nó ngàn lần lửa xuống ơi. Đi. Đó. Ở nhà rồi lo xuống ui. Vào mới con ông anh em lên thượng mà ông chờ ông ra ông hơi lâu. Đi. Ông đi ở đường đi đường đó con nó dậm lên cái đi 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 vô. Đi ra đi leo 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 dây nó đi nó nghi bò nó vô à đều không đùi nở à vô bò này người ta bán nhiều tiếng tiếng không à hàng tiếng không à hàng sáu sáu em không có mua nữa nay người ta bán nhiều mà mua xấu nuôi nó không có tương lai đâu có mua chi đâu à. Toàn bê không này bông nuôi tiêu cũng có. Ê, bông sữa cũng có, đực lai cũng có luôn. Giúp cho giúp cột áo, đưa giúp cột cho, giúp cột đây nè. Cũng có. Đó. Đây là chính xác là ở đâu anh hề? Con đây hả? Ý là ở đó là địa điểm đây. Ở đây là xã Y Tý. Huyện Y Kê. À. Đực lai. Dạ mà em định vị cứ định vị ở bên Madrid em chạy qua đường kia chứ nếu mà biết đường đây em chạy quốc lộ 9 em chạy xuống. À, gần hơn quốc lộ 9 chạy xuống gần hơn. À. Mấy con đây là mua lâu chưa đây? À, con mua tầm cỡ một tháng rồi ạ. Mông không đẹp. Mông một tháng con không lấy con nghe là một tháng rồi con đi mới mua. Dạ. Ừ. Mông nó hơi ấy cái xác thì được nhưng mà cái mông nó hơi gói hơi bóp mông. À bóp mông dạ. Tại vì nó chưa đủ thịt đó. Dạ. Con này nó ông già bò rồi ông này thì giống thấy nhỏ không? À. Lú xương cả khúc mà hai con đây chắc cũng đồng tuổi với nhau nè. Sim ấy. À sim. Sim Farman này chứ. Đầu là có xe ép sim Farman. Chưa. Đây chuồng là chắc ngày xưa là chuồng heo quá. Dạ. Chuồng heo rồi cải tiến lại là nuôi bò. Đây mới vào đây ăn gì vậy? Chưa, bò đây thì thôi chứ có xe thì nó chưa biết ăn do bò trang thái có xe chưa biết ăn về phải tập chứ còn nói là rôm rạ dư lại có mà bó cá coi vô là ăn sướng lắm. Em đi em, anh đóng cửa lại. Đóng cửa lại cho nó. Con này đứng ngoài đây, thôi thẹp nói vô đấy. Đứng đó. Đứng chờ anh đứng đó chứ anh quậy lắm. Anh vô anh cứ đọc anh muốn hốt à. À. À giờ coi trên kênh không bữa nay mới gặp ông hoài hả? À, đúng rồi. Chuồng trại đơn giản vậy mà nuôi bao nhiêu loài là cũng nếu mà cả anh em thì cũng hiệu quả lắm á. Nem ba bê với đực lai rồi. Anh nuôi 5 con đi anh cũng xuất ra cho mà nó chưa phát ra. Dạ. Dạ. Tròn thiệt rồi mà. À. Em vừa rồi đã ra được cái lứa ba bê nào chưa? Đấy, đây. À, được anh nuôi mà ngày xưa là anh nuôi bà cái. Dạ. Anh nuôi bà cái rồi là con mẹ nó đĩa ra, nó nằm ở đĩa, ba con được luôn. Ui vô cha. À, ba em được một ba mẫu con mà mẫu được. Xin. À, mẫu xin. Con mẫu. Dạ. Chuồng trại đơn giản vậy mà nuôi bao nhiêu loài là cũng nếu mà cả anh em thì cũng hiệu quả lắm á. Nem ba bê với đực lai rồi. Anh nuôi 5 con đi anh cũng xuất ra cho mà nó chưa phát ra. Dạ. Dạ. Tròn thiệt rồi mà. À.
Em vừa rồi đã ra được cái lứa ba bê nào chưa? Đấy, đây rồi đây. À, được anh nuôi mà ngày xưa là anh nuôi bà cái. Dạ. Anh nuôi bà cái rồi là con mẹ nó đĩa ra, nó nằm nó đĩa ba con được luôn. Ui vô cha. À, ba em được một ba mẫu con mà mẫu được. Xin. À, mẫu dạ. Con mẫu. Dạ. Dạ. Sao tự nhiên nó bị hư? Dạ. Nó hư cái là nó. Đấy. Bộ sinh sáng là phải chân khá rồi, chứ nhốt chuồng là nó không chịu. Đấy. Nhốt chuồng là nhanh hư lắm. Để là nó không lấy được được em à. Dạ. Ừ, rồi anh đi bán anh đỡ lại con nè. Dạ. Đỡ lại con rồi. Nuôi lên. Anh đi lớn, anh đi bán, anh bây giờ anh tiếng chọn bò ba bơ không à. Dạ. Anh mua kia nữa. Nuôi, à, nuôi hai bộ. Con tức là một con nó đi. Dạ. Trên nhau có ba ngày. Như con đó bây giờ trên này anh ra được bao nhiêu? Con nó 35 triệu rồi. 35 triệu vậy. Nó 35 triệu á. Mà đi mà. Đấy, con mà anh ra được con ba bên nào chưa? Anh ra hai con. Ra hai con là một con được 40, một con 45. Dạ. Ừ, con 40 anh nó nhỏ. Nó gọn mình hơn nó không? Gọn mình hơn, con 45 thì nó to hơn. Dạ. Em hốt đó em nghe vô. Nghĩ con bò cái con 45 em đó làm nó cũng như con được đó thôi chứ không có. Con 45 thì nó dài đòn. Nó dài đòn hơn nhưng mà nó thấp hơn. Mà nó lùn chứ mà cái thịt nó thì nó phê nó tròn cũng kiểu vậy vậy. Tròn hơn. Dạ. Đó, anh nuôi là một con hai con nó đi nè. Có nghĩa là cái con 45 triệu là nó đi trước 3 ngày vậy. Dạ. Cái con mà ba bơ á, bà cái con bò rất manh á, yeah. Để sau 3 ngày. Yeah. Nhưng mà con rất manh anh mới bán được 27.500 à. Yeah. À. Con kia là nó lên tới 45 triệu. Yeah. Ừ. Thì đó mình nuôi từ ba bơ với lại rất manh là mình đấy. Biết được cái tốc độ của nó như thế nào. Thành ra là anh nuôi không? Bây giờ thì anh nuôi đường nào cũng cho anh nha. Đường nào cho anh chuyển qua ba bê hết nuôi nó hiệu quả. Nuôi anh đi thì anh dùng vàng với anh đi bữa anh bắt 30 triệu em. Dạ. Anh bắt 30 triệu cũng phán rồi, cấp năng phán rồi. Thôi em tính chi rồi, vô ăn cơm. Dạ. Ăn cơm rồi mới được xuống. Chị nhà đâu, nhà cái nào? Đây. Dạ. Rồi thì cứ xin. Xin vô đây này, đỡ cho chút nữa bà con người ta có đi làm à. À đường đây bà con đi làm. Đánh xin vô đây. Gì vô đây chút. Chỉ vô luôn ở đây có lối người ta đi là được. Rồi ok anh.